vậy mà mẹ nói với con là có chú Tư qua trông nom giùm. Con thèm ăn cơm mẹ nấu à, ăn chưa đã gì hết trơn. Cha mày nịnh quá nịnh. Chú Tư á thì chú qua coi nhà mình á dây lát thôi, chứ đâu có ở suốt ngày được đâu con. Thèm cơm mẹ ăn á thì hè này nè dẫn hai đứa nhỏ về đi, rồi mẹ nấu cho nó ăn. Dạ. Rồi đặng cho nó biết quê của mình, với nó biết bò trâu với ruộng vườn ở dưới. Dạ. Hè này á con dẫn tụi nó về chơi. Còn bây giờ con sắp đi công tác rồi, con không có đưa mẹ đi được. Để con đưa mẹ ra đầu hẻm á rồi con bắt xe cho mẹ đi nha. Tôi ở dưới quê lên thăm con cháu, chơi được một tuần rồi nên về lại để chăm nom nhà cửa, heo gà, giường tược. Chứ giao cho người khác tôi cũng không yên tâm lắm. Hai mẹ con tôi bệnh rịnh, quyến luyến nhau dữ lắm. Nhưng già cả rồi, tôi quen sống ở quê nên đành về. Con gái tôi thì chuẩn bị đi công tác nên dẫn tôi ra đầu đường bắt xe ôm để ra bến xe khách về quê. Mày đứng đây đi. Xe ôm không? Dạ. Xe ôm là bến xe. Dạ. Đi đâu đó? Dạ, ra bến xe khách anh. Từ đây ra đó bao nhiêu tiền nha anh? Cho 50 nha. Dạ. Mẹ, lên xe ngồi đi mẹ. Được rồi, mẹ biết rồi. Mày ghét là giống như bà cụ vậy. Mẹ, mẹ nhớ là hả, về là ăn uống cho đầy đủ, rồi không có thức khuya coi phim nha, ngủ sớm nha. Biết rồi. Để em thôi cứ bị nhức đầu hoài á. Với lại con có để mấy triệu trong giỏ, rồi mẹ có cần gì mẹ lấy mẹ chi tiêu, mẹ có muốn ăn gì mẹ ăn. Ừ. Không có tiết kiệm nha. Biết rồi con. Thiếu thì gọi điện cho con nha. Con đi về lo đi làm đi con, để trễ á. Mẹ về nha. Đi cẩn thận nha. Dạ anh ơi, anh chạy xe từ từ nha. À, rồi yên tâm. Chị Liên bình rịnh mẹ không muốn về. Chị dặn dò mẹ đủ chuyện, kể cả việc chị đã sắp xếp quà bánh gửi về quê cho họ hàng. Chị còn vô tình tiết lộ có để tiền trong ba lô của mẹ. Với lại con có để mấy triệu trong giỏ, rồi mẹ có cần gì mẹ lấy mẹ chi tiêu, mẹ có muốn ăn gì mẹ ăn. Ừ. Không có tiết kiệm nha. Mẹ biết rồi. Chị đâu ngờ rằng việc đó lại đánh động vào lòng tham của gã xe ôm. Ánh mắt hắn lộ rõ sự gian manh, nét mặt suy tính chuyện gì đấy. Hắn chở tôi đi được một đoạn, rồi đòi tôi đưa ba lô để ở trên. Hắn có âm mưu trước mà. Dạ. Bây giờ vậy, chị đưa cái giỏ cho tôi để ở trước nè, để chị ngồi phía sau thoải mái hơn. Với lại chị ngồi chị ôm cái giỏ vậy đó, không có an toàn đâu. Nhưng ngàn nó giật á. Ừ, nãy giờ tôi cũng khó khăn quá đi, thấy cậu chạy nhanh tôi cũng sợ. Ê, cậu để ăn trước thì tôi đi. Dạ dạ. Trời ơi, chuyện gì vậy chú? Sao kỳ quá, mấy bữa đâu có bị đâu, bữa nay kỳ á. Thôi bây giờ chị xuống tôi coi chiếc xe cái coi.
Kỳ thấy kỳ luôn. Sao rồi? Không biết nữa, nó làm sao đây không biết nữa. Chị có chừng á, xích xích vô trong đi, xe nó chạy lên trúng chị á. Gã xe ôm chạy đến đoạn đường vắng, ít người qua lại. Hắn cố tình tắt máy xe để xe đột ngột dừng lại. Hắn đề nghị bác nạn nhân xuống xe, đứng vào trong lề để hắn xuống xem xe bị hư gì. Bác nạn nhân lớn tuổi lại không hiểu biết gì về xe cộ, nên cứ làm theo lời hắn bước xuống xe. Sao rồi chú, được chưa? Để coi coi chị. Được rồi hả? Dạ, ok, ngon lành rồi chị. Má ơi, ta ăn cướp. Trời ơi, ăn cướp. Ủa, cái gì vậy con? Cái thằng xe ôm, nó lấy vỏ đồ đưa rồi, tiền ở trong á. Chạy mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, ăn cướp. Quân gì mà ác nhân dữ gì không biết nữa. Thấy người già cái yếu ra là bắt đầu là ăn cướp người ta à. Cái vỏ đó cô có sao không con? Không có sao. Trời, cô không bị chạy xước gì là cũng mừng rồi. Thôi cô, bây giờ ổng cũng chạy mất tiêu rồi. Ủa đi hai người thôi cô bình tĩnh đi cô. Cô ở dưới quê lên đây thăm con gái. Dạ. Mà bây giờ ha, lạ quắc lạ quơ gì cô cũng không biết nhà nó ở đâu nữa. Cô có số điện thoại con gái cô không cô? Để quên, cũng may là còn cái điện thoại nè. Đâu cô bấm đi con nói chuyện cho. Tên Liên. Dạ. Liên là con gái của cô á. Trời ơi, bất hợp. Dạ, alo mẹ tới bến xe rồi hả mẹ? Dạ không chị ơi, em là người ở đây nè chị. Ủa, sao lấy điện thoại của mẹ em vậy? Dạ, tại vì mẹ của chị á, là bị xe á, người ông xe ôm á, giật đồ, giật tiền của mẹ chị hết trơn rồi. Em đang ở trong nhà thấy ra rồi, em ra rồi, em mới gọi báo cho chị nè. Ủa rồi mẹ có sao không anh? Dạ cô không sao hết trơn á chị ơi, bây giờ chị ở đâu lại đón cô được không chị? Dạ vậy mẹ em không bị gì hết á anh. Dạ anh ơi, anh làm ơn anh nhắn giùm em cái địa chỉ, em chạy qua em rước mẹ em liền nha anh. Dạ rồi dạ em cảm ơn anh. Dạ Nhìn mặt tên xe ôm đó cũng đâu phải là bọn lưu manh gì đâu, cũng hiền đó chứ. Tôi nhớ lại, chắc cái lúc mà con gái tôi dặn dò quần áo quà bánh gửi về quê, rồi vô tình nói ra là có tiền để trong ba lô cho tôi tiêu xài dưới quê. Vậy thôi đó, mà đánh động vào lòng tham của hắn. Hắn chở tôi đi được một đoạn đường, rồi hắn kêu tôi đưa ba lô để lên phía trên cho xe dễ chạy, không có bị còng kềnh. Rồi đi được một chút, cái hắn giả bộ kêu xe hư, không chạy được. Tôi vừa xuống xe thì hắn nhanh chóng rồ ga bỏ chạy. Đúng là bọn lừa đảo khốn nạn mà. Cũng may có cậu thanh niên tốt bụng mới giúp đỡ tôi. Dìu tôi vào trong lề đứng, rồi còn gọi điện thoại kêu con gái tôi ra đón tôi về nữa chứ. Trời ơi, bây giờ nghĩ lại tay chân tôi cũng còn run nữa. Nếu không có cậu thanh niên tốt bụng đó, thì tôi đâu biết nhà con gái của tôi ở đâu mà tôi tự đi về, bị tôi dưới quê lên mà. Thời buổi này có những chuyện chẳng biết trước được. Tôi chia sẻ lại với các bạn chiêu trò của tụi nó để biết đường mà tránh. Cũng may là tôi không sao, chứ lỡ có té ngã gì thì không biết tính làm sao nữa. Thôi thì của... Được cái là cái anh này anh rất là quan tâm tới tôi, quan tâm từng chút một về cuộc sống của tôi luôn. Tới cả cái chuyện là hôm nay sáng tôi dậy mấy giờ, rồi ăn uống có đầy đủ hay không, thì dần dần á, tôi cũng thấy ưng, muốn gặp mặt anh ở ngoài để coi làm sao. Lúc đó thì hai đứa chỉ mới nói chuyện với nhau qua điện thoại thôi, chưa có gặp mặt ở ngoài lần nào hết á. Em nghe nè.
giờ này mà còn ngủ nướng nữa hả? Trời ơi. Thì bữa nay em được nghỉ làm mà, nên em nghỉ ngủ nướng tí xíu. Rồi mẹ có nấu cơm cho ăn không hay là tính đi ăn tiệm nữa đó? Bữa nay mẹ không có nhà nên là em ngủ nướng đó, đâu có ai nấu ăn đâu. Tí xíu nữa em hẹn bạn đi ăn luôn. Hư quá à. Em tối ngày đi ăn tiệm hoài là không có tốt sức khỏe, không có đủ chất. Mày tự nấu ăn ở nhà rồi mua sữa đồ uống thêm vô biết chưa? Biết rồi. Mà anh Trí nè. Em thấy em với anh á nói chuyện với nhau á cũng lâu rồi. Hay là bữa nào mình hẹn nhau đi uống cà phê hay đi ăn diễn bữa đi. Tất nhiên là được rồi. Trời, anh còn mong chờ ngày đó nữa nè. Phải không? Nếu mà em thích đó thì hôm nay hai mình gặp nhau luôn cũng được á. Bữa nay luôn hả? Ừ. Thật ra là tôi cũng có chút lo lắng khi mà lần đầu đi gặp người bạn trai quen qua mạng. Mà sẵn tiện cái là buổi chiều hôm đó đó tôi cũng có hẹn đi uống cà phê với lại bà chị đồng nghiệp. Cho nên là tôi hẹn anh này ra luôn. Dù sao thì lần đầu gặp nhau chưa biết người ta như thế nào hết mà. Có người quen đi cùng mình thì nhiều khi mình cũng tự tin, cũng đỡ lo hơn. Ok. Vậy thì để em chọn địa điểm ha. Cũng được mà có cần anh qua rước em không nè? Thôi không cần đâu. Để em chọn địa điểm rồi em gửi địa chỉ cho anh ha. Có gì anh tới đó trước rồi em tới sau. Rồi vậy nha. Dạ. Ủa em? Em mới tới. Còn đây là giới thiệu với anh, đây là chị Phương, bạn đồng nghiệp làm chung với em. Dạ, chào chị. Em bạn trai của anh. Chị, anh Trí em có nói với chị rồi đó. Thấy cái cách giao tiếp của ảnh nó có vẻ cũng thân thiện lắm, tính tình thì hòa nhã nữa, vẻ ngoài thì cũng rất là bảnh bao. Nói chung là tôi thấy cũng hợp với mình lắm á. Sau lần gặp gỡ đó thì tôi và anh bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi cũng thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều thứ về cuộc sống. Tình cảm thì cũng bắt đầu tăng lên dần dần, rồi là mới chính thức yêu nhau luôn. Lúc đó tôi cũng mừng, cứ nghĩ là mình gặp được một người bạn trai tốt. Em biết rồi, anh cứ nhắc em hoài à. Thì anh lo chứ, anh thấy em đi làm suốt rồi ăn uống không có đúng cử gì hết. Lỡ sức khỏe nó bị gì làm sao? Biết rồi. Nhớ chưa, anh dặn cái gì là phải nhớ nghe chưa? Dạ, em nhớ rồi. Ừ. Mà em. Dạ. Ngày mai em có rảnh không? Dạ. Dạ em rảnh, ngày mai chủ nhật em được nghỉ mà. Vậy hả? Ừ. Mà anh định đi về quê, cũng lâu quá là anh chưa có về thăm ba má của anh. Em có muốn về quê anh chơi luôn không? Về quê anh hả? Ừ. Sao được, em thấy kỳ lắm. Tụi mình mới quen nhau à, mới có biết nhau đây mà về quê em thấy kỳ lắm, thôi không đi đâu. Đâu có cái gì đâu mà. Anh cũng lớn rồi, anh đối với em là thật lòng nghiêm túc đàng hoàng, cho nên là thật sự anh cũng muốn tính chuyện lâu dài về sau nữa. Thì trước sau gì mình cũng về quê ra mắt gia đình thôi, thì về sớm chút cũng đâu có sao đâu đúng không? Với lại anh nghĩ là em cũng nên về quê anh đi, cho biết nhà biết cửa biết gia đình anh luôn cũng tốt mà, để hai đứa mình hiểu nhau hơn. Mới quen nhau chưa bao lâu, thiệt tình kêu về quê ảnh tôi cũng thấy ngại ngại sao á. Nhưng mà ảnh nói đúng, đây cũng là cái cơ hội để mình tìm hiểu về ảnh, hiểu thêm về gia đình ảnh để coi là có phù hợp để tiến xa với nhau hay không. Cho nên là tôi cũng đồng ý luôn. Nhưng mà đâu có ngờ là cái chuyện về quê thực chất chỉ là cái cớ thôi, còn mục đích thật sự là để lừa đảo tôi á. Vậy để mai em chuẩn bị đồ xong, cái sáng mai anh qua anh rước em ha. Anh qua rước em thì dễ rồi, nói làm cái gì nữa. Nó có cái chuyện gì nè, nhà anh dưới quê là nằm ngay khúc đường đang sửa luôn, thành ra là chặn hết, không có cho xe ô tô chạy vô. Mà giờ không lẽ chạy về rồi đem gửi ô tô nhà người khác, anh đâu có yên tâm được. Rồi thí dụ mà tụi mình muốn đi chỗ này chỗ kia cũng khó nữa, tại đường đang làm là xe nó không có chạy vô được. Rồi không lẽ là gửi xe nhà hàng xóm rồi bắt em phải đi bộ vô, tội nghiệp em lắm. Mà gặp thêm cái xui nữa là thằng bạn anh dưới quê lên, nó đi làm trên thành phố này nè, mà nó chưa có xe nó đi, cho nên nó mượn tạm cái xe máy của anh luôn rồi. Thành ra là thôi ngày mai á,
Anh định nhờ em là chạy chiếc xe của em qua đây. Em rước anh, rồi anh với em chạy xe máy về nhà luôn. Em thấy sao, được không? Em qua rước anh hả? Ừ. Kỳ quá ông anh. Tự nhiên em qua em rước anh, thấy kỳ quá à. Kỳ gì mà kỳ. Em qua rước anh đi về nhà anh chứ có đi đâu đâu mà kỳ. Ý của anh nói là cái đoạn đường trước nhà dưới quê ảnh đang sửa chữa, cho nên là xe ô tô không có chạy vô được. Ảnh đi xe ô tô mà, cho nên là thành ra là không thể chạy xe ô tô về quê được, chỉ đi xe máy vô được thôi. Mà chiếc xe máy của ảnh thì mới cho bạn mượn rồi, cho nên là ảnh mới đề xuất là cả hai đi xe máy của tôi về quê. Tức là tôi sẽ chạy xe qua rước ảnh, rồi hai đứa chở nhau về quê ảnh. Đó, ý ảnh là vậy đó. Thiệt là nghe thì cũng hơi kỳ chút, nhưng mà thôi kệ, cũng không phải chuyện gì to tát, cho nên thôi tôi cũng nghe theo ý ảnh luôn. Thôi được rồi, anh cứ chuẩn bị đồ đi, sáng mai em qua em rước anh ha. Rồi ok, quyết định vậy đi ha. Dạ. Rồi em nằm nghỉ ngơi thêm xíu đi, để lấy sức, ngày mai về quê đường nó hơi xa đó nha. Ừ, em biết rồi. Vậy thôi anh cũng tranh thủ nghỉ sớm đi ha. Rồi bye bye. Bye bye anh. Anh chờ em có lâu lắm không? Không, anh mới ra đây đứng có một xíu à. Dạ. Thôi mình đi ha. Em xuống xe đi để anh chở cho. Dạ thôi, xe của em biết ý, em chạy dễ hơn. Để em chở cho. Ha. Đi cả trăm cây số lần để anh chở cho em chở, mệt mỏi tội nghiệp em nữa. Có sao đâu. Mặc dù là cũng có tình cảm với ảnh thiệt, nhưng mà tôi nghĩ chứ dù sao cũng là quen qua mạng rồi, quen nhau chưa có lâu, mình chưa có nắm nhiều thông tin về người ta, thì thôi mình cẩn thận vẫn hơn. Thì lúc đó tôi lo nếu như mà để ảnh cầm lái xe, lỡ ảnh chở tôi đi đâu mà mình ngồi trên xe mình không điều khiển được, không kiểm soát được thì biết làm sao. Cho nên á, tôi mới nói với ảnh á, là để tôi tự cầm lái xe thì yên tâm hơn. Anh đưa giỏ cho em đi. Anh xách mẹ em giỏ nha. Ừ, rồi. Dạ. Lên xe. Rồi chưa? Rồi chạy cẩn thận đó nha. Dạ. Sau khi mà chạy xe được khoảng 1 tiếng á, thì anh mới sợ là tôi mệt, cho nên là kêu ghé vô quán nước ngồi nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp. Tôi cũng từng nghe nói là có mấy cái vụ uống nước mà bị có thuốc mê này nọ đó, cho nên là tôi cũng chủ động chọn một cái quán nước ven đường luôn, chứ là không có để cho ảnh chọn quán. Tôi đã cẩn thận tới cái mức đó rồi, vậy mà cuối cùng vẫn có chuyện. Thôi chừng. Dạ. Rồi. Rồi, mình đi vô anh. Để đây đi anh. Nóng quá. Dạ của anh 20. Trời, mồ hôi một kê một lum hết. Nóng quá. Mồ hôi một kê không. Rồi đi đường coi bụi nó đóng nè. Dính như khóe mắt với trong cái kẻ mắt nè. Đen xì hết luôn rồi kìa. Nhiều lắm hả? Ừ, đóng đen hết chỗ này nè. Đó. Vậy sao ta? Chạy gì? Cho em vô toilet cả nha. Ừ. Nói thiệt, mình là con gái thì luôn muốn giữ cái hình ảnh đẹp trong mắt người yêu của mình. Cho nên là vừa nghe ảnh nói là mắt tôi dính bụi rồi bị lem gì này nọ là tôi lo, tôi sợ xấu. Cho nên là mới chạy vô nhà vệ sinh để coi lại mặt mũi liền. Tức một cái là từ đầu tới cuối mình đã cảnh giác rồi, mà tự nhiên ngay cái khoảnh khắc đó mình lại sơ hở, gấp gáp chạy vô nhà vệ sinh mà để toàn bộ tài sản ở bên ngoài. Để rồi sau cùng thì gặp chuyện. Mặc dù nhận thấy con mồi có tính cảnh giác, song đối tượng Trí vẫn không bỏ qua cơ hội mà tiếp tục chờ đợi thời cơ. Ngay sau khi vừa đến quán nước, hắn ta liền nói rằng mặt chị Tuyền dính nhiều bụi, khiến chị lo lắng sợ mất hình ảnh đẹp trong mắt người yêu, nên đã vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Và chính ngay lúc này Trí nhận thấy thời cơ đã đến. Chết cha, mất tiêu rồi ta. Ủa, anh làm mất gì hả? Hình như tôi để quên điện thoại cái bóp tiền nhà luôn rồi. À chị, chị nói chút nữa vợ tôi đi vệ sinh ra, chị nói là vợ tôi đợi ở đây xíu nha. Nhà tôi sát bên rồi, tôi chạy về tôi lấy cái bóp với cái điện thoại qua liền, có 5 phút à. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, không có gì. Rồi.
Dạ chị uống nước. Ủa chị thấy bạn trai của em đâu không chị? Dạ anh nói anh để quên đồ á, cho nên ảnh về anh lấy rồi. Để quên đồ? Dạ. Ủa anh để quên cái gì ta? Ủa rồi cái xe em với lại giỏ sách đồ đâu chị? Thì em đâu biết đâu, chắc là ảnh lấy đi rồi. Cái gì? Anh lấy đi rồi hả? Dạ, anh nói là chị ra thì ngồi chờ một xíu, anh qua liền mà. Sao vậy chị? Là sao ta? Tôi chết rồi. Cái túi sách tình bạn của em, chị có thấy đâu không? Hình như ảnh cầm đi luôn rồi á. Tiêu rồi, chết em rồi chị ơi. Ủa sao vậy chị? Em bị ảnh lừa rồi chị ơi. Tụi em đi về quê của ảnh, đi được nửa đường rồi mà ảnh quên đồ cái gì? Anh lừa em rồi chị ơi, xe, tài sản của em anh lấy hết rồi chị. Hai người không phải vợ chồng hả? Dạ đâu phải vợ chồng đâu. Sao nãy anh nói chị là vợ của ảnh? Chết em rồi. Lúc đó là tôi mất sạch toàn bộ tài sản đem theo, không còn một cái gì hết. Thì chị chủ quán thấy vậy á tội nghiệp, cho nên là chị mới gửi cho tôi mấy trăm ngàn để đi đường, để bắt xe về. Thì sau khi mà về tới rồi á, thì tôi mới quay lại cái chỗ, cái căn nhà là cái chỗ mà tôi qua rước hắn ta đó, gặp người chủ nhà luôn. Thì cái người chủ nhà mới nói cho tôi biết là căn nhà này chỉ có hai vợ chồng già sống thôi. Hèn chi cái bữa trước mà cái bữa mà tôi qua đón á, thì hắn ta không có đi từ trong nhà ra mà chỉ đứng trước nhà thôi, mà còn cố tình chọn ngay một cái căn nhà sang trọng như vậy để tôi tưởng đâu đó là nhà của hắn. Thiệt tình là một bài học nhớ đời cho tôi. Ban đầu đối tượng Trí tham gia vào các hội nhóm làm quen, kết bạn trên mạng xã hội với mục đích tìm kiếm con mồi. Sau đó thì hắn ta chủ động nhắn tin làm quen chị Tuyền. Và trong suốt khoảng thời gian tương tác với nhau, Trí luôn tỏ ra mình là người lịch thiệp, có công ăn việc làm ổn định, đặc biệt là người luôn chăm sóc cưng chiều bạn gái. Nhưng trên thực tế, chiêu trò này rất dễ khiến cho những cô gái nhẹ dạ cả tin, dễ dàng bị dẫn dụ vào bẫy lừa. Tiếp sau đó, Trí mượn cớ là muốn bạn gái cùng mình về quê và đưa ra lý do để cả hai đi bằng xe máy của bạn gái về quê. Đến ngày hẹn, Trí cố tình đứng đợi bạn gái ở phía trước một căn nhà sang trọng để khiến con mồi tưởng rằng đó là nhà của Trí, nghĩ rằng Trí là người có điều kiện kinh tế. Và trên chặng đường về quê, Trí đề nghị ghé vào một quán cà phê ven đường để nghỉ chân. Rồi lúc này, nhân cơ hội bạn gái vào nhà vệ sinh, hắn ta đã nhanh chóng trộm toàn bộ tài sản của nạn nhân, gồm xe máy, túi xách, điện thoại, tiền mặt và nhanh chóng tẩu thoát. Thậm chí hắn ta còn giả vờ nói với người chủ quán cà phê rằng nạn nhân là vợ mình chứ không phải là bạn gái, mục đích là để chủ quán nước không nghi ngờ, bởi vì nếu là vợ chồng thì mối quan hệ thân thiết với nhau nên việc lấy xe đi cũng sẽ dễ dàng hơn. Đợt đó là tôi đang cần gấp một số tiền để chạy viện phí lo cho người thân bị bệnh nặng đó, cho nên là tôi mới nghĩ tới cái chuyện đi vay. Thì lúc đó là tôi định vay tiền qua ngân hàng cho nó an toàn, chứ mà không có dám mà dính tới tụi vay nặng lãi gì đâu. Mà trước khi đi vay á, thì tôi có lên mạng tìm hiểu trước về cái thủ tục coi như thế nào, tại vì lần đầu tiên mình đi vay mà. Thì tôi nhớ lúc đó là tôi lên mạng gõ tìm kiếm cái cụm từ là vay tiền ngân hàng, thì thấy hiện ra rất là nhiều cái trang web khác nhau, thì tôi mới bấm vô một cái trang web. Rõ ràng á, là trong cái tên miền của cái trang web đó đó là có cái tên của cái ngân hàng luôn. Vậy đó, cho nên tôi mới nghĩ đó là cái website của ngân hàng thì mới bấm vô chứ. Trong trường hợp này có thể do các đối tượng chạy quảng cáo nên khi chị Lành gõ tìm kiếm thì trang web giả mạo hiện lên. Nạn nhân thì không có kinh nghiệm tìm kiếm trên mạng, không có kinh nghiệm kiểm định, cũng không nghĩ là trang web ngân hàng giả mạo nên cứ thế click vào. Xin chào quý khách. Quý khách đã gọi đến ngân hàng để được tư vấn vay tín chấp, quý khách vui lòng bấm phím số 1. Để được hỗ trợ vay thế chấp, quý khách vui lòng bấm phím số 2. Dạ em chào anh chị, em là Hà, nhân viên hỗ trợ vay tín chấp online ạ. Chị cần hỗ trợ vấn đề gì ạ? Dạ, chị cho em hỏi là bây giờ em cần vay á thì cần những thủ tục nào vậy chị? Trước tiên á chị cho em xin tên để được tiện xưng hô nha chị. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lành. Dạ, em chào chị Lành. Theo quy định của ngân hàng á, để thực hiện vay tín chấp online á thì chị cần phải chứng minh được thu nhập của mình để đảm bảo được khả năng trả nợ trong suốt quá trình vay á chị.
À, dạ, em biết rồi, nhưng mà cái này là cụ thể là mình cần những giấy tờ gì vậy chị? Dạ, mình cần phải có giấy đề nghị vay tín chấp nè, giấy căn cước công dân nè, hợp đồng lao động. Các chứng từ có thể chứng minh được nguồn thu nhập của mình, chẳng hạn như là sao kê ngân hàng, sao kê bảng lương, chị đã có đầy đủ chưa ạ? Ủa, vậy nếu như mà em có đầy đủ giấy tờ này là em mang lên ngân hàng là vay được đúng không? Dạ, đó là cách thức thứ nhất. Hoặc còn cách tiện lợi hơn cho mình, đó là thực hiện vay tiền online qua mạng đó chị. Mình sẽ đỡ mất công đi lại, đó là chính sách của bên ngân hàng em. Mọi thủ tục, xác minh vay tất cả đều qua mạng hết. Và để khuyến khích cho khách hàng sử dụng được dịch vụ vay tiền online từ website, thì bên em có chương trình hỗ trợ với mức lãi suất rất là thấp, đó là 5% cho một thời hạn 12 tháng đó chị. Ủa, sao em thấy cái lãi suất này nó chênh lệch nhiều quá vậy? Dạ đúng rồi chị, tại vì thời đại công nghệ số mà, cho nên mọi thủ tục giao dịch ngân hàng đang được chuyển dần qua online hết. Và để khuyến khích cho khách hàng sử dụng được dịch vụ online của mình á, thì bên em mới có ưu đãi đặc biệt như vậy. Chỉ duy nhất đợt này mới có đó chị. Thiệt tình á, là lúc đó tôi cũng thấy có gì đó lạ lạ nha. Sao mà mức lãi suất lại thấp thế như vậy? Tại vì trước khi mà vay tiền á, thì tôi có hỏi thăm nhỏ bạn cũng hay vay tiền ngân hàng, thì nó nói là lãi suất cỡ 10%+ trở lên vậy đó. Tự nhiên giờ còn có 5%, trời thấy ngon quá đi chứ. Trên thực tế đây chính là chiêu trò của kẻ gian. Thông thường bọn chúng sẽ tìm cách đánh vào tâm lý ham rẻ của con mồi, đưa ra các chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá, hay trong tình huống này là hạ mức lãi suất vay tiền xuống chỉ còn 5%. Đây là con số rất thấp so với mặt bằng chung, để từ đó dẫn dắt các nạn nhân vào bẫy lừa. Nói thiệt á, là nghe cái mức lãi suất thấp như vậy thì cũng hơi hơi nghi ngờ. Nhưng mà lúc đó nhìn lại thì thấy mình đang truy cập vô cái website của ngân hàng nè. Trong tên miền của website có cả cái tên ngân hàng. Rồi thiết kế cái trang web thì nhìn cũng chuyên nghiệp. Mà cái số hotline mà tôi đang gọi điện nè là cái số điện thoại mà hiển thị trên trang web luôn á. Cho nên tôi nghĩ chắc chắn đây đúng là số điện thoại của ngân hàng rồi, thì sao mà lừa đảo được. Thì lúc đó tôi nghĩ vậy đó, cho nên là quyết định vay tiền luôn, tranh thủ lúc lãi suất thấp. Ai mà có ngờ đâu. Chị cho em vay online luôn đi nha. Dạ. Chị Lành cho em hỏi là mình có đang ở trên web không chị? Dạ có, em đang trên web luôn nè. Bây giờ á, chị vui lòng làm theo như em chỉ dẫn nha. Chị Lành có thấy là có một cái biểu mẫu hiện lên không chị? Dạ thấy. Chị nhấp vào đó, chị điền đầy đủ thông tin cá nhân vào giúp em nha. Dạ. Sau đó bên em sẽ nhập lên hệ thống và lưu lại thông tin của chị, và bộ phận bên em sẽ thẩm định hồ sơ vay cho chị. Nếu chị Lành có đầy đủ điều kiện vay á, là bên em sẽ duyệt hồ sơ vay cho chị luôn. Dạ dạ rồi, em hiểu rồi. Vậy để có gì em điền xong rồi em gọi lại cho chị nha. Dạ dạ rồi rồi. Dạ cảm ơn nếu chị. Nếu mà có mọi thắc mắc gì á, chị muốn cần giải đáp á, thì chị cứ liên hệ là về hotline này, em sẽ giải đáp cho chị nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi em cảm ơn chị. Sau đó thì tôi mới điền những cái thông tin cá nhân vào cái biểu mẫu đó. Điền cũng nhiều lắm nha. Tôi nhớ nào là họ tên nè, ngày tháng năm sinh, rồi nơi sinh, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, rồi cả nơi công tác nữa. Rồi hình ảnh của tôi, rồi số tài khoản ngân hàng. Nó còn kêu chụp hình cả hai mặt căn cước công dân, rồi hợp đồng lao động, chứng minh thu nhập này nọ cái thứ. Nói chung là trang web đó thiết kế rất là chuyên nghiệp, lại còn rõ ràng dễ sử dụng nữa, cho nên là tôi điền thông tin làm thủ tục cũng nhanh gọn lắm. Đây cũng chính là sai lầm của chị Lành. Mặc dù tên miền trang web có tên của ngân hàng, thiết kế trang web nhìn chuyên nghiệp, thậm chí có cả logo của ngân hàng, tuy nhiên, không thể dựa vào những chi tiết này mà khẳng định đó là website chính thức của ngân hàng. Bởi hiện nay, những kẻ lừa đảo có cách làm giả rất tinh vi, trang web của nhiều thương hiệu khác nhau, thậm chí là cả website của ngân hàng cũng bị làm giả. Vậy là chiêu lừa đầu tiên của kẻ gian đã thành công. Chỉ là đã cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của mình, kể cả hình chụp hai mặt căn cước công dân qua trang web giả mạo này. Khi có được thông tin cá nhân của chúng ta, bọn tội phạm sẽ dùng để mua bán hoặc sử dụng cho những mục đích xấu khác. Vì vậy, người dân cần hết sức thận trọng trong việc cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ cá nhân, đơn vị hay trang web nào. Đến đây, phi vụ lừa đảo vẫn chưa dừng lại. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi.
Dạ alo. Dạ alo chị ơi, cho em hỏi số điện thoại này có phải của chị Nguyễn Thị Lành đúng không ạ? À, dạ em là Lành. Dạ em là Trần Trang Long, làm bên bộ phận thẩm định dây bên ngân hàng á chị. Thì em thấy chị có cái hồ sơ bên đăng ký bên em là qua online á, với số tiền là 30 triệu đồng đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em mới đăng ký online hôm qua luôn á. Dạ dạ chị. Thì hiện tại hồ sơ của chị đã được duyệt rồi nha. Trong ngày hôm nay bên ngân hàng sẽ giải ngân luôn và sẽ chuyển khoảng 30 triệu qua tài khoản ngân hàng của chị đã nhắn qua bên em á. Ồ, nhanh như vậy luôn á hả? Vậy nhờ anh chuyển sớm sớm giùm em nha, tại em đang còn gấp á. À, dạ dạ dạ. Vậy trước khi giải ngân theo quy định của công ty bên em là chị phải đóng phí với 5% trên tổng số tiền dây là 30 triệu đồng, tức là 1.500.000 đồng á chị. Ủa, có cái vụ này luôn á hả? À, dạ 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 đúng rồi, đây là quy định của ngân hàng á. Em sẽ nhắn số tài khoản của bộ phận thẩm định bên ngân hàng, rồi chị chuyển cái tiền phí đó giúp em nha, để hôm nay em hoàn tất hồ sơ cho chị nhanh hơn á. Dạ, để tôi đóng cho. Cái anh đó anh kêu là đóng thêm 5% tổng số tiền vay thì tôi cũng không thắc mắc gì nhiều đâu. Tại vì trước đó tôi từng nghe nhỏ bạn tôi nói là khi mà mình đi vay tiền tín chấp á là phải đóng tiền bảo hiểm khoản vay. Là kiểu như đóng cho bên bảo hiểm đó, thì bên bảo hiểm họ sẽ đứng ra bảo đảm về cái khoản vay của mình. Cho nên thiệt ra là cái việc đóng tiền thêm như vậy thì nó cũng hợp lý. Dạ alo. Dạ em nghe nè chị. Anh, em vừa mới chuyển khoảng 1.5 triệu vô tài khoản ngân hàng bên anh rồi đó. À, dạ dạ em cũng xác nhận là chị vừa chuyển xong. Dạ. À, nhưng mà chị ơi, có chút vấn đề như thế này là theo thẩm định hồ sơ của chị là đã đủ điều kiện dây rồi, nhưng mà hiện tại em đã trình lên ship em để mà giải ngân cho chị trong ngày hôm nay á, thì ship em nhận thấy hồ sơ của chị có chút vấn đề là chưa có đảm bảo chắc chắn về cái khả năng chi trả nè, nên là phiền chị thêm một chút nữa nha. À, dạ theo yêu cầu của ship bên em thì để đảm bảo việc chi trả thì yêu cầu khách hàng phải nộp trước 2 tháng tiền lãi á chị, để em hoàn tất hồ sơ cho chị. Ủa gì kỳ quá vậy trời, làm hồ sơ chưa có tiền rồi bắt đóng phí, rồi đóng phí rồi mà vẫn chưa chuyển tiền mà bây giờ còn đòi 2 tháng tiền lãi, tiền ở đâu đóng? Mấy anh chưa chuyển tiền cho tôi thì tôi đâu có tiền đâu mà tôi đóng lại cho mấy người. À, dạ dạ chị ơi thông cảm nha, tại vì theo giấy tờ khoản thu nhập của chị thì chưa có ổn lắm á chị. Vậy thôi đi, anh cho tôi lấy lại 1.5 triệu đi, tôi không vay nữa đâu, tôi kiếm ngân hàng khác tôi vay, chứ ngân hàng bên này nó rắc rối rườm rà quá. À, dạ. Alo, alo. Gì kỳ vậy, nhân viên gì mà kỳ cục vậy, mất lịch sự, đang nói cái tắt máy à. Trả tiền lại cho mình chứ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên. Mới vừa nói chuyện mà bây giờ thuê bao là sao? Các đối tượng lừa đảo tinh vi khi phân vai rõ ràng, lần lượt từng đối tượng có vai trò khác nhau gọi cho nạn nhân, như cách thức mà một tổ chức ngân hàng liên hệ khách hàng khiến nạn nhân khó lòng nhận ra sự khác thường. Hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại. Ngân hàng gì mà kỳ cục vậy? Mới vừa gọi được mà bây giờ thuê bao là sao? Đến khi mà tôi ra ngân hàng trao đổi trực tiếp với nhân viên thì tôi mới nhận ra là mình đã bị lừa từ đầu tới cuối luôn. Thực chất cái trang web mà tôi truy cập vô làm thủ tục vay tiền là cái trang web giả mạo. Cho nên cái số hotline mà tôi lấy từ cái trang web đó để gọi đó cũng không phải số của ngân hàng luôn, mà là số của cái tụi lừa đảo. Hèn chi, chưa giải ngân tiền cho mình mà cứ liên tục bắt mình phải đóng hết khoản tiền này tới khoản tiền kia.
May là tôi dừng lại kịp lúc không nghe theo lời của bọn chúng nữa nha. Cho nên là tôi chỉ bị lừa mất 1,5 triệu thôi chứ không có bị lừa thêm nữa. Khi mà tôi mở cái trang web thật với cái trang web giả ra so sánh thì cái giao diện thiết kế phải nói là gần như y hệt nhau. Tới cả cái tên miền trang web cũng gần gần giống nhau, chỉ khác nhau một chút à. Bọn tội phạm làm giả tinh vi tới mức như vậy, thiệt á, mình mà lơ là chút xíu, không để ý là bị dính bẫy liền. Để phân biệt website thật giả, quý vị cần phải chú ý đặc biệt đến tên miền của website. Đối với website giả, thường sẽ thiếu hoặc thừa một hoặc là một vài ký tự so với tên miền gốc, hoặc thay thế ký tự này bằng một ký tự khác có cách viết gần giống. Ví dụ, tên miền gốc là www.truyencanhgiac.com.vn thì tên miền giả mạo có thể sẽ có cách viết như thế này. Có thể thấy tên miền này như một ký tự H, còn ở tên miền này thì chữ Y được thay thế bởi một ký tự khác tương tự như là chữ L. Bên cạnh đó, một số website giả mạo sẽ cố tình kéo dài tên miền bằng một nội dung liên quan. Ví dụ, www.truyencanhgiac.nạnnhân.com, tên miền này có thêm cụm từ nạn nhân. Thông thường với các tên miền có đuôi .vn.gov.edu, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận nếu quý vị nhận thấy có dấu hiệu khả nghi về việc lấy cắp hay thu thập thông tin dữ liệu cá nhân, yêu cầu chuyển tiền với những lý do không rõ ràng. Ủa? Anh về rồi đó hả? Sao bực mình dữ vậy hả? Anh có biết em đi về bằng cái gì không? Bằng cái gì? Quên nữa sao? Về mà sao không gọi điện để anh ra anh đón mà đi về đây? Về bằng cái gì? Em đi taxi về luôn á. Hồi nãy nè, móc điện thoại ra gọi cho anh xong mới xui ghê luôn á. Cái con bé phục vụ á, tự nhiên á, nó sao? Cầm cái ly nước sao đổ hết lên người em luôn. Rồi bây giờ á, cái điện thoại nó đen thui luôn, em mở nguồn lên hết được luôn rồi. Để anh coi coi. Đó, anh thấy chưa, nó điện thui luôn rồi nè. Không có gì đâu, cái này chút nữa anh đem ra ngoài tiệm kêu người ta thay màn hình là sửa cái là xài lại được liền à. Trời đất ơi, hồi nãy em đi gặp tụi bạn á, anh biết không? Ừ. Đứa nào cũng hả khoe là có điện thoại 13 Pro Max luôn á. Còn em á, trời ơi, anh biết đó giờ bạn bè nó để em chỗ là hả lấy chồng thương chồng chiều. Mà giờ kìa, cái điện thoại nó điện thui luôn mà chưa biết được cái mùi 13 Pro Max luôn. Thôi mà không có nhõng nhẽo nữa, nhưng mà rồi chứ bây giờ em không xài không lẽ bỏ thì nó phí. Em đâu có kêu anh bỏ đâu. Chứ giờ sao em không xài ai xài? Không ấy giờ vậy đi. Cái điện thoại này giờ dù sao nó cũng đời cũ nè rồi hả, nó bị tắt nguồn rồi. Không ấy á, anh bán cái điện thoại này nè. Xong cái anh bù tiền vô anh mua cho em cái 13 Pro Max nha. Biết là như vậy nhưng mà đi mà. Cái này bây giờ mình bán lại nó mất giá, nó uổng lắm. Uổng. Nói được con câu uổng à. Bây giờ nè, bạn bè thì người ta có 13 Pro Max, 3 con mắt. Còn em hả, cái điện thoại đã hư rồi mà có 2 con mắt à. Mà cũng không mua cho người ta nữa. Em nghe nói đó, em. Khổ ghê ta. Tôi làm nghề kỹ sư, nói chung mà trước đây kinh tế cũng khá, nên vợ tiêu xài thoải mái. Nhưng thời gian gần đây thu nhập có hơi giảm đi, nên tôi cũng ráng bớt chi tiêu lại. Mà vợ muốn đổi điện thoại thì thôi tôi cũng bấm bụng mua cho cổ. Mà trước khi mua cái mới á, thì phải bán cái điện thoại cũ này đã. Nói chung mà trước giờ tôi cũng chưa có kinh nghiệm buôn bán trên mạng gì hết. Mà tôi thấy cũng đơn giản, tôi bắt chước người ta chụp hình cái điện thoại rồi đăng lên mấy nhóm bán hàng trên Facebook, ghi thêm số điện thoại của mình để người ta liên lạc. Mà nhanh lắm nha, mới đăng lên có 5 phút à, là sau đó đã có người gọi cho tôi rồi. Dạ alo. Alo, cho hỏi anh phải là người đăng bán cái điện thoại iPhone không? À đúng rồi, anh em mới đăng bán cái iPhone đây. Dạ, thấy đăng hình thì điện thoại cũng đẹp á, nhưng mà tình trạng pin sao vậy anh trai? Nói chung là cái điện thoại này nó còn y như mới. Tại vì là vợ em chỉ qua là muốn đổi cái mới, cho nên là thành ra em bán cái này thôi, chứ nó còn xịn lắm, xài ngon, sướng lắm. Dạ. Dạ, tôi thấy hình ảnh điện thoại cũng được. Anh dạ. Nói là điện thoại vợ anh xài tôi cũng yên tâm, tôi cũng ưng lắm á. Dạ rồi. Mấy ngày mai 9-10 giờ sáng gì đó anh có nhà không, tôi chạy qua coi điện thoại lấy luôn được, mua luôn. Ông anh đó ổng muốn qua nhà tôi để mua điện thoại.
Tôi từ chối khéo, kêu hẹn ở quán cà phê đi cho tiện. Nhưng mà ổng không có chịu. Ổng nói là hẹn ở quán cà phê, lỡ gì mua điện thoại xong mà bị hư, xài không được hay gì rồi ổng biết kêu ai. Nên là để chắc chắn tin tưởng hơn thì ổng muốn đến nhà tôi mua điện thoại luôn. Rồi mai gặp. Dạ chào anh. Dạ. À, anh là anh Hoàng tới mua iPhone đúng không dạ, anh? Dạ đúng rồi. À, dạ. Anh ngồi chơi anh. Dạ. Anh để em vô em lấy cái ghế cho. Được rồi, để anh xin máy xong đi liền mà. À dạ rồi. Ngồi chơi để em vô em lấy máy lấy nước rồi ra uống luôn nghe. Ờ mà anh ở nhà con mình hả? Tôi ở nhà con mình à, mới chở bà vợ đi làm đẹp rồi. Ha. Dạ. Đợi xíu nghe. Dạ dạ. Còn uống miếng nước cho đỡ khát nè. Dạ. Đây. Đây, điện thoại đây. Đó anh coi thử đi. Đằng sau là nó y vậy á, xài ngon lành lắm. Dạ. Uống miếng nước đi anh. À, cảm ơn anh. Nhà đẹp quá nè. À, cái điện thoại này là anh nói là chị xài hả? Đúng rồi, bà xài bây giờ muốn đổi cái mới cho nên là mình đành ra mình mới bán cái này chứ thật ra nó còn mới lắm, còn xài sướng lắm chứ không muốn bán đâu. Dạ. Yeah. Bán để bù tiền mua cái mới á mà. Cứ gỡ ốp rồi ra coi, kiểm tra đầy đủ đi ha. Em kiểm tra. Ừ, còn mới tin à. Đó. Ủa. Sao mà cái màn hình điện thoại gì kỳ vậy anh? Nó đang thui à. Nè nè. Kỳ. Anh coi lại cho chứ sao mà vậy được. Dạ. Sao mà đen? Đen hết. Sao mà đen? Đen hết đâu? Trở lại. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh. Cái mồm lại. Căng. Có túi á. Kiểm tra kỹ trong túi nó hết. Thì bè cháu đâu? Ở đâu? Cái gì? Cái học tủ, học tủ. Không gì khó xe này nữa. Ở đâu? Dạ, trên bàn, trên bàn. Lúc đó tôi sợ muốn đứng tim luôn. Lúc đó có mình à. Mà xung quanh khu dân cư chưa có nhiều người ở nên cũng vắng vẻ lắm. Tôi cũng chủ quan, nghĩ là ở phía ngoài có bảo vệ, khu nhà có camera, lại càng không nghĩ cướp bây giờ nó manh động như vậy. Có thể là lúc mà tôi cho bọn chúng địa chỉ nhà là bọn chúng đã điều tra trước về cái khu này rồi, mới dám ra tay cướp. Tôi bị mất tổng cộng là 2 cái điện thoại, 3 chiếc đồng hồ với 1 chiếc xe tay ga. Đúng thiệt là bài học nhớ đời. Hôm bữa Tết đó, tôi thấy thằng ba nó không có về thăm chị. Rồi nó có nói chừng nào nó về không? Thì nó nói hè này nó về. Nhưng mà tội nghiệp thằng nhỏ lắm chị ơi. Ở trên thành phố có một mình ơn à. Ở có một mình, chị cũng một mình ơn. Mà chị không lo, chị lo cho nó. Hay là chị hối nó lấy vợ đi. Có con dâu nó ở với mình cũng đỡ chứ. Thôi chị Bảy ơi, tụi trẻ bây giờ á, nó không phải như mình ngày xưa. Nó muốn sống theo cách của nó. Nó không có muốn mình sắp đặt cuộc sống nó đâu. Tôi thấy gầu cho chị quá đi.
ban ngày còn có mấy đứa nó phụ, nó làm vườn làm tược có bóng người, còn tối tới lủi thủi có mình, rồi đâu có ai trông coi, không có ai dòm ngó chị nữa. Ê, quên nữa, định qua đây á là phe cái này nè, phe tự nhiên cái nói chuyện mấy đứa nhỏ quên mất tiêu. Tôi á mới gắn mấy cái camera, khỏi cần cái chuyện mà mướn người để coi chừng hay là sắp đặt công chuyện gì trong nhà đó. Tôi nói cho chị nghe nè, đây camera. Ừ, trời ơi, đây nè, camera. Ừ, là người ta gắn cho mình hen, mình coi từ trong ra ngoài nè, mình coi góc ngách gì ở đâu mình cũng nhìn thấy hết. Ừ, mình chỉ cần bật cái điện thoại lên là mình nhìn thấy chung quanh nhà cửa, nhất là cái tụi ác á mà nó vô nó ăn trộm hen, là mình nhìn thấy trên này hả, là mình đi báo công an là nó bắt được liền hả. Vậy nên mình yên tâm rồi, đừng có lo, mình mướn bao nhiêu người cũng đâu có bằng mình gắn cái này, chị coi thử đi. Vậy nữa hả? Ừ, tôi nói bà đừng có cười tôi nghe, tôi đó giờ dân hai lúa gặt ghi luôn, tôi đâu có biết cái vụ mà cái gì camera camera gì đâu mà cái này nó tốn vậy đó. Rồi mà rồi bà biết xài không, mà giá nhiêu có mắc không? Nè, tôi nói cho bà nghe nha, hôm bữa đó là tôi lên phay. Ừ, cái tôi thấy cái chương trình hàng giảm giá. À, rồi hàng chính hiệu của Tây. Ừ, xong á đại hạ giá. Ừ, nhân ngày công ty khuyến mãi phải không, từ giá 2 triệu mà nó xuống còn có 600 thôi. Không, tôi lắp 5 cái có 3 triệu bạc hả. Nhân ngày công ty khuyến mãi phải không, từ giá 2 triệu mà nó xuống còn có 600 thôi. Thôi thôi bà coi chừng nha, đồ gì mà từ 2 triệu mà bây giờ xuống còn có 600, bà coi chừng. Coi chừng cái gì, bà ý bà nói tôi là hàng dởm, hàng kém chất lượng đúng không? Đúng rồi. Có, tôi nói cho bà nghe này nha, người ta lợi hen, người ta lắp cho mình đúng không, rồi chừng nào mình ưng cái bụng. Ừ, người ta mới lấy tiền nè. Đây đây, tôi nói cho bà nghe. Ừ, có hợp đồng đàng hoàng. Ừ, đấy chưa, chụp hình nè, hợp đồng hẳn hoi. Ừ, địa chỉ công ty nữa nè. Ừ, còn có bảo hành 1 năm nữa đó. Ừ, nghe bà chị hàng xóm nói thì cũng có lý. Con trai tôi nó đi làm ở trên tỉnh, cuối tuần nó mới về nhà thăm tôi, cho nên ngày thường có mình ơn tôi ở nhà hả, ra vô cũng sợ chứ bộ, nhất là ban đêm ban hôm. Giờ mà lắp camera khắp nhà, trộm nó thấy nó cũng kiêng dè không có dám vào. Lắp cái này rồi hả, yên tâm, không phải mướn nhiều người coi chừng, mình chỉ giật bật cái điện thoại lên là mình nhìn thấy chung quanh nhà mình hết trơn luôn. Vậy hả? Ừ, trời, tôi nghe tôi cũng phái á bà. Thôi sẵn nó đang phiên mãi vậy đó thì bà đặt rồi, bà biết rồi phải không? Ừ, sẵn chớn bà đặt giùm tôi 5 cái luôn đi. Được rồi, nhưng mà tôi dặn gì nữa nè, bà nhớ lấy cái đồ tốt tốt cho tôi nghe, với lại nói với nó ngày mai đặt liền. Yên tâm, tôi về bển á tôi điện thoại cho nó, rồi nó sẽ liên lạc với bà. Ừ, rồi lúc đó đó thì bà nói chuyện, người ta là gắn xong mới lấy tiền. Được rồi đó nha, nhớ nghe, có cái này làm liền đi bà. Mình một mình ơn mình cũng không sợ nữa, tôi chịu vậy đó. Nè bà coi đi, tôi ngồi bên nhà bà vậy chứ tôi nhìn bên nhà tôi thấy nè, hết trơn. Tôi thấy bên kia kìa, thấy bên bà nhà bà kìa. Vậy lẽ là mình chỉ cần gắt lắp 5 cái thôi là mình dòm được hết trơn nhà mình đó hả? Không phải, nhà tôi á thì tôi lắp 5 cái là đủ, còn như nhà bà tùy theo bà muốn lắp bao nhiêu á thì bà đặt người ta, chứ không phải nhất thiết phải 5 cái, nhiều khi bà đặt 3 cái cũng được. À, có lý á. Nhờ bà chị hàng xóm gọi đặt hàng giùm rất là nhanh luôn. Qua sáng hôm sau có người nhân viên tới nhà tôi để mà lắp camera. Làm kỹ nha con. Dạ dạ, cô yên tâm đi cô. Rồi rồi, đây này, cô coi giùm con nha. Đó,
Vậy đúng chưa? Vậy chưa? Mà là sao? Bây giờ cái này là thấy vậy hả? Dạ, chỉ thẳng ra đây nè. Con cho nó qua coi qua bên này giúp giùm cô được không? Rồi, rồi, rồi. Tại cái hướng này nó rồi, hay con có được chưa? Đó, đó, được rồi đó. Dạ, dạ. Rõ gì là được rồi đó. Dạ, ok cô ha. Dạ. Rõ lắm luôn cô? Rõ rồi đó. Dạ. Rồi. Dạ, cái này là cái thứ năm nha cô. Vậy đó hả? Dạ. Mà con coi giùm gì 7 á, cho nó kỹ nha, với dạ. lại chắc chắc á. Tại không có con 7 nhà, cái có gì đó tao dẹo qua lên không được. Cô yên tâm đi, tụi con bảo hành cho cô mà. Dạ. Nghe bà dì Tư á, dạ. bà nói là bà bên này làm tốt á. Dạ. 7 mới kia kêu luôn. Rồi, con ra đây ngồi uống nước nè. Dạ. Lọc tới tình luôn ha. Để kỹ kỹ gì nè, dạ. có gì gì bảy đổi. Dạ, vậy yeah, xong rồi cô ha. Dạ. Rồi bây giờ cô cho con mượn điện thoại của cô đi. Vậy hả? Dạ. Phải qua điện thoại cô dạ, đó. Dạ đúng rồi, để con tải ứng dụng gì cho cô. Ừ, dạ. con tải sao cho cô dễ xài nghe con. Cô yên tâm đi. Dạ. Rồi. Đây cô cho con xin mật mã. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Cô giữ cái hộp này cho nó kỹ kỹ nè, đặng có gì cô đổi nghe. À. Con nhớ làm dễ dễ nha con. Dạ. Ừ, rất là chưa... dễ xài cô. Dạ. Ừ, cô chưa có gành mấy cái này đâu đó. Rồi đây. Đây. Đây cô thấy không? Ừ. Rồi đây là 5 cái camera nhà cô ha. Ừ. Cô giữ ứng dụng này. Ừ. Cô mở ra. Rồi. Hiện ra 5 camera. Rồi. Đây. Camera 1. Ừ. Camera 2. Ừ. 3. Con 4. Con theo thứ tự cho cô từ ngoài cổng vô. 1 2 3 4 5. Dạ đúng rồi. Rồi cô nãy... cô bấm số là cô nhớ. Dạ dạ dạ. Nãy giờ con lắp vậy á. Này cô thấy không? Camera 1 nè. Ừ. 2. Ừ. 3 4 5. Rồi. Nè. Chỗ camera 1 nè. Mình rồi. Đang ngồi nè không? Đúng rồi. Hai cô cháu mình đang đúng ngồi rồi. Không? Thấy rất rõ nét rồi. Nha. Dạ. Rồi đây. Rồi thậm chí bây giờ á cô muốn xem ngày trước. À. Đó ngày nào dù ngày trước nữa, 2 ngày trước đi. Cô cứ bấm vô ngày đây. Ừ. Đó. Đó, thấy không? Hiện ra cô thấy không? Thôi, bây giờ cô cái cứ xả này cô coi. Cô chỉ có coi, cô đi đâu cô coi thôi. Dạ. Còn mấy cái ngày trước á, lưu lại có cái gì á, công an người ta mở ra người ta coi cho cô. Dạ, rồi. Dạ, dạ, cũng gửi cô nha. Ừ. Dạ, xong rồi cô ha. Dạ. Nghĩa là bây giờ cô đi đám tiệc hay cô đi đâu đó, chẳng hạn, cô chỉ cần mở ra cô coi. Nhất cử, nhất động trong nhà mình là cô biết hết. Thậm chí công vật gì, con gùi, con mũi bay qua cô biết hết luôn. Ừ, có dạ. chuyện vậy đó. Mà rõ ha, rõ nét ha cô ha. Ừ. Dạ. Tôi thấy người nhân viên này làm việc chuyên nghiệp lắm. Chỉ dẫn tận tình chu đáo nữa. Hình ảnh camera tôi xem lúc vừa mới lắp xong rất là rõ nét. Tôi hài lòng lắm. Rồi vậy là xong hết rồi ha. Dạ còn hợp đồng. Cô ký tên giúp mình con nha rồi, cô. Rồi. Dạ. Có này mốt cũng dễ nói chuyện ha. Dạ. Tôi ký vô đây mình con. Dạ. Dạ rồi. Cô ở đây có số điện thoại con nha. Ừ. Đó rồi đó cô giữ đi. Cô kêu là con phải xuống liền đó. Dạ yên tâm. Dạ, bên con làm việc nhanh gọn lắm. Ừ, dạ. Xong hết rồi thôi để cô tính dạ. tiền cô trả cho con. Đây, con gửi cô cái hợp đồng này ha. Cô cứ kỹ giùm con nha. Rồi, có gì gọi con xuống liền. Kỹ với con, cô dạ. là kỹ ba cái vụ này đó. Nè, cô đưa tiền cái 5 cái máy là 3 triệu. Dạ. Ha, con đếm lại. Dạ. Còn cái này cô thấy con dễ thương mà lẹ làng nữa, cô bo thêm cho con luôn. Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm nha. Ừ. Chúc cô làm ăn phát tài nha. Ừ, tao đâu có làm gì đâu phát tài. Ở nhà coi chừng nhà được là yên dạ, xong rồi. Dạ. À vậy thôi con xin phép cô con về nha. Ừ. Dạ. Mà nè có dạ. cái có vụ gì trục trặc cô kêu lại cái lại giùm liền của cô nghe. Dạ cô yên tâm tụi con bảo hành cho cô mà. Ừ. Có gì gọi con nha. Ừ. Dạ chào cô. Cô cảm ơn con trước. Dạ. Vậy mà chỉ có 10 ngày sau toàn bộ 5 cái camera bắt đầu nó dở chứng. Hình ảnh nó nhòe không thể trông thấy rõ. Đã vậy hình ảnh thì lúc có lúc không. Bán tính bán nghi tôi mới vội vã tôi lấy cái hợp đồng bảo hành ra. Tôi gọi điện đến công ty thì chỉ nghe những cái tiếng tút tút tút. Với cái lời nhắn là thuê bao quý khách hiện không có liên lạc được. Tôi nóng ruột tôi mới chạy qua nhà chị Tư. Chị Bảy,
tôi định đi qua nhà chị nè. Tôi cũng quay clip đi kiếm chị đây nè. Cái camera tự nhiên nó mở cắm mà. Thì tôi cũng vậy đó, tôi đi qua tôi tính hỏi chị nè, chị coi nè. Giờ không thấy gì hết trơn, giỏi chưa? Giờ biết làm sao giờ? Cái số điện thoại nó cho trên hợp đồng nè mà tôi điện nãy giờ á không có liên lạc được. Trời ơi, tôi cũng vậy, tôi gọi quá trời quá đất có ai bắt máy gì đâu, nó lọi với em, gọi với em hoài luôn vậy đó. Mà chị, tôi chắc chắn á hai chị em mình á là bị tụi xấu ở trên Facebook á, nó bán đồ dởm đồ giả, nó lừa đảo tụi mình rồi đó. Hay là bây giờ á mình đi lên công an đi, mình đi lên mình báo công an để người ta có cái cách gì người ta giúp mình không? Không có báo, mình không có cái bằng chứng gì làm sao mình đi báo công an. Mấy cái số điện thoại trên này liên lạc không được rồi, chưa chắc gì cái địa chỉ này nó thiệt, làm sao mình đi nói công an được. Rồi giờ sao mà thiệt á, tôi tức lắm. Tôi tức tôi chịu không có nổi luôn á. Tôi á nghĩ là hồi đầu nó đưa mình coi á cũng sắc nét rõ ràng rồi rẻ nữa nên tôi mới giới thiệu cho chị. Còn bây giờ nó bị như vậy tôi cũng thấy khó chịu, tôi thấy tôi cũng có lỗi với chị dữ lắm luôn. Không có ai nái, không có lỗi phải gì đây hết trơn á. Chị đâu có lỗi gì đâu, cũng tại tôi thấy tôi ham rồi tôi mua mà tôi tức lắm. Hôm bữa đó tôi thấy nó còn dễ thương hả, tôi còn bo cho nó thêm 200 nữa đó, vậy mà bây giờ kêu không được hả. Bây giờ hả, tôi nghĩ rồi mình đi qua nhà anh Năm tổ trưởng đi, mình nói hết cho anh nghe rồi biết đâu anh có cái cách gì đó, anh chỉ anh giúp cho tụi mình được không? Được, trời ơi được không được. Ê, thì cũng phải đi chứ. Đi để khoan, để tôi đóng cái gì nữa. Đây kéo phụ cho, kéo lại lên đi, tức lắm tôi chịu không có nổi mà. Rồi qua nhà anh Năm tổ trưởng kể lại, tụi tôi mới tá quả tâm tin khi biết được không chỉ có hai tụi tôi mà bà con dòng dòng ở đây cũng bị dính cái chiêu lừa là lắp đặt camera giá rẻ này nè. Đem những cái gì mà mình thắc mắc trình bày lại thì anh Năm tổ trưởng á, anh nói rằng ban đầu á mới lắp đặt cho nên hình ảnh nó sẽ rõ nét, nhưng với những cái thiết bị dởm á thì dùng chừng vài ngày thì đường dây nối camera nó sẽ bị trầy bị xước, có cái hiện tượng đứt gãy nữa, mờ hình ảnh. Nghe xong á, tôi với chị Tư á đều thở dài. Phải chi á mà mình đừng có ham mua đồ bán rẻ trên mạng xã hội á, hay là khi mà mình mua đó thì nên nhờ những cái người người ta am hiểu nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm mà người ta kiểm tra giùm mình á thì đâu có phải bị lừa như vậy. Thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng hệ thống camera trong công việc quản lý, làm ăn, sinh hoạt, đi lại của người tiêu dùng ngày càng phổ biến. Từ đó trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh mặt hàng này với nhiều mẫu mã, giá cả thì phải nói rằng thượng vàng hạ cám. Trong đó có rất nhiều cơ sở có dấu hiệu lừa đảo, mua bán hàng gian, hàng dởm, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và những mặt hàng trôi nổi giá rẻ không chỉ kém chất lượng mà đôi khi còn kém an toàn vì thông tin không được bảo mật. Quang Huy mong rằng là bà con sẽ cần hết sức cảnh giác trước khi mua lắp đặt camera, chỉ nên mua những cơ sở có uy tín, có địa chỉ cố định, sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, chính xác để không phải tiền mất tật mang như dì Bảy, dì Tư trong câu chuyện vừa nêu trên quý vị nhé. Chị, mới về hả chị? Chị mới về. Sao dạo này chị đi về trễ quá vậy? Tại vì mấy ngày nay chị tăng ca. Em có lấy đồ cho chị vô rồi đó, em thấy chị về trễ quá em xếp luôn rồi nè. Chị cảm ơn nha, thiệt tình luôn á, ngại gì đâu á. Hồi chiều này chị có lịch tăng ca nè, chị tính điện cho em hỏi em có về sớm không, tính nhờ em lấy vô giùm mà chị ngại cho nên là không dám nhờ. Tại vì á phơi đồ ở ngoài ban đêm cũng không có nên. Đúng rồi, có gì đâu. Mà chị ăn gì chưa vậy? Em có bịch cái viên chiên nè, hay là em chiên cái chị em mình ăn chung ha. Thôi chiên chi cho nó cực. Nếu mà em chưa ăn gì á, tí xíu nữa đợi chị tắm xong đi rồi chị em mình đi ra đầu hẻm ăn hủ tiếu cho nó rồi. Trời ơi chị ơi, chiên có bao nhiêu lâu đâu, có vài phút à. Chị vô chị tắm rửa đi, em chiên xong là em đem qua chị em mình ăn ha. Chị nha. Chị nha, chị phiền em nha. Dạ, đi vô tắm đi, em về em chiên đây. Con bé nó mới dọn về phòng tôi ở có vài tuần thôi, nhưng em ấy được lòng mọi người ở đây lắm. Tính tình thì sợ lỗi, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Việc gì mà tôi nhờ á thì em ấy đều làm hết á. Nhiều khi không nhờ làm giúp á thì em ấy cũng làm luôn. Tôi quý và xem em ấy như là người thân trên thành phố này á.
Chị ơi, xong rồi nè chị. Xong rồi hả? Vô đi em. Ê, ngồi đây. Nè, ngon chưa? Chị lấy nước. Ê. Nè, rồi cảm ơn chị. Ủa chị, hả? Sao dạo này á công ty của chị tăng ca nhiều vậy? Bộ thiếu người hả? Ừ, đâu có đâu. Mấy bữa giờ chị đăng ký tăng ca đó chứ. Chị tính kiếm thêm tiền để đợt này về quê ăn Tết cho nó rình rang. Mà cuối tháng này chị tính là chị về quê luôn rồi đó. Ủa, cuối tháng này chị về quê hả? Ừ. Sớm vậy chị? Trời ơi, sớm gì nữa em. Tại vì chị tranh thủ chị về chứ nguyên cả năm nay rồi chị về quê có 2 lần à. Nếu mà Tết này mà về trễ nữa là ba má giận chị chết luôn á. Với lại chị tranh thủ về còn mua sắm sửa đồ đẹp trong nhà nữa. Rồi mua quần áo cho tụi nhỏ nữa. Ủa chị, ừ, xưởng của chị á, trả lương có đúng hàng không vậy? Rồi, cái gì chứ mà lương bổng xưởng chị uy tín lắm à. Em cứ nghĩ đi, cứ mỏi hỏi mỏi mà lần cuối tháng là công nhân cứ xếp hàng vậy đó, rồi kế toán phát lương cho từng người. Nếu mà cuối tháng mà cứ rơi vào ngày thứ bảy chủ nhật là thứ sáu cho đỉnh lương luôn. Mà còn điều quan trọng nữa nha, nếu mà em kẹt cái gì á là cho em ứng lương luôn á. Ủa đã vậy chị? Ừ? Trời ơi, hổng bù cho cái chỗ của em làm cứ trễ 2-3 ngày không mà. Mà chị biết sao không? Ừ? Cái xưởng của em á là bắt đi làm thứ bảy luôn, không có nghỉ thứ bảy chủ nhật như của chị. Mà chị, ừ? Khi nào mà bên xưởng của chị á có thiếu người á, chị hú em nha. Chị em mình đi chung cho đỡ tốn tiền xăng. Trời cái gì, chuyện nhỏ. Chừng nào mà có tiễn người chị hú em liền. Dạ. Nè, ăn đi. Dạ rồi, cảm ơn chị. Ừ. Những câu hỏi thăm tưởng chừng như thông thường nên nạn nhân cũng thật tình kể rõ về ngay giờ nhận lương, vì quý cô hàng xóm tốt bụng nhưng lại không để ý ánh mắt đầy toan tính khi nghe nạn nhân nói cuối tháng nhận lương xong sẽ về quê. Tại vì thứ bảy chị tranh thủ chị đi mua sắm đồ cho ba má. Trời ơi, vậy là thứ sáu nhận lương, thứ bảy đi mua đồ chứ gì. Chị tính ra chị em mình á ở chung á chỉ có 1 tuần với 2 tuần nữa rồi. Hay là tới thứ bảy á em mua cái gì ngon về chị em mình nấu ăn rồi sẵn tiễn chị đi về ăn Tết luôn ha. Ừ, thứ bảy thì chị mất đi mua đồ rồi, em tự nấu được không? Được chứ chị, hay là em mua đồ về mình làm bánh xèo ăn ha. Ê, bánh xèo được á nha. Ừ. Lâu lắm rồi chị mới ăn bánh xèo á. Vậy chị đừng có lo, mọi chuyện cứ để em lo hết. Vậy nha. Dạ. Thôi em ăn đi. Vì xem con bé là bạn, là em gái nên tôi nói chuyện gì tôi cũng nói cho em ấy hết trơn á, không có nghĩ gì hết. Khi mà tôi thoải mái kể nghe những chuyện về cá nhân, lương bổng, thời gian làm việc và kể lương Tết thì tôi cũng nói luôn bao nhiêu. Tôi cũng kể luôn về những cái lịch trình làm việc, lịch về quê ăn Tết này nọ. Tôi đâu có ngờ những câu hỏi mà em hỏi tôi á đều là có chủ đích hết. Thôi cũng trễ rồi, chị nghỉ ngơi đi. Em đi về rồi sáng mai em còn đi làm nữa. Ừ. Em lấy này về rửa luôn nha. Ừ. Sẵn tiện em về chị giờ để xe vô luôn. Trời, chìa khóa gì nhiều dữ rồi chị. Ừ, trời ơi em biết á, cái đầu óc chị á nó hay quên lắm, cho nên á là tất cả các chìa khóa nào là chìa khóa nhà, chìa khóa cửa, chìa khóa tủ, chìa khóa tất cả các cái, chìa khóa xe chị gắn một chùm vậy đó, chìa khóa cửa, chìa khóa tủ. Dạ vậy cũng tiện hả chị. Chứ không là không biết dục ở đâu nữa. Dạ thôi em về nha. Ừ. Tôi nhớ rõ hôm đó là hôm thứ bảy trước ngày về quê, mặc dù đã có hẹn sẽ nấu bánh xèo cùng nhau, nhưng mà con bé nó gọi báo tôi là bận phải tăng ca. Tôi cũng bận đi sắm sửa vài thứ cho nhà, đến chiều tối mới về.
Tiền vàng của tôi, cái lớp tiền của tôi, vàng của tôi đâu rồi? Có ai giúp tôi không? Tôi bị mất rồi. Ai không? Có ai giúp tôi không? Tôi bị mất hết rồi. Trời ơi, tiền bạc tài sản đều bị dọn sạch hết. Lúc đó tôi rối lắm, chỉ biết gọi cho con bé để báo cho nó hay, để xem có cách nào giúp cho tôi. Nhưng tôi không gọi được, điện thoại thì khóa máy. Tôi cố bình tĩnh báo chủ nhà trọ, báo cho cơ quan công an về việc mất trộm. Bằng nghiệp vụ chuyên môn bên công an phân tích ổ khóa nhà và ổ khóa cửa tủ của tôi không bị cạy, tức là người dùng chìa khóa để mở. Vậy trộm ở đây không phải là người lạ mà chỉ có thể là người quen thôi. Khoanh vùng đối tượng bên công an, nghi ngờ là Quanh, người cạnh bên phòng trọ của tôi. Chủ nhà trọ cũng cho hay Quanh ở trọ như vậy chứ vẫn chưa đưa giấy tờ công chức, vẫn hẹn lần hẹn lượt. Tôi nghe mà tức mà thất vọng. Tôi bắt đầu nhớ lại, nếu có chìa khóa cửa, mở cửa tủ, tức là có được chùm chìa khóa của tôi. Mà chùm chìa khóa của tôi thì tất cả các chìa khóa đều trong đó, luôn đem theo bên mình. Vì chùm chìa khóa nó có chìa khóa xe nữa mà. Vậy là chỉ có bữa trưa hôm đó, 3 ngày trước khi tôi bị trộm. Sao vậy ta? Trời ơi, xe sao không chạy vậy nè? Trời ơi, cái xe nó bị gì vậy thôi? Trời ơi, cái xe quỷ này thiệt tình luôn á. Lúc đó tôi đang trên phòng sửa soạn, chuẩn bị đi làm, thì nghe tiếng có con bé, thì hình như xe hư thì phải, nên tôi đi ra xem thế nào. Ủa Quanh, xe bị sao vậy? Em cũng không biết nữa, tới lúc gấp á thì là nó lại không nổ máy. Rồi bây giờ em đang gấp nữa. Em cũng không biết sao nữa, giờ nhỏ bạn của em nó bị tai nạn trên bệnh viện á, mà người thân nó chưa có tới kịp, em phải vô với nó. Mà giờ thiệt tình luôn á. Là sao ta? À chị, hay chị cho em mượn xe chị được không? Em đi xíu về liền, người thân nó vô cái là em về liền á chị. Em để cái xe của em lại với lại chìa khóa xe nè. Em ra đầu hẻm em kêu đệ tử của chú Tư á vô lấy xe đi sửa. Rồi em để tiền lại, chị trả tiền luôn giùm em được không? Thấy con bé rối lắm, chắc nó đang lo lắng cho bạn. Con nghĩ con bé giúp mình nhiều rồi, giờ mình cho mượn xe thì có gì đâu. Xe của con bé tôi cũng đang giữ mà. Với lại xe tôi có định vị nữa, nên tôi đưa xe cho nó mượn. Em đưa chú chị 1 triệu á, thiếu đủ gì chị bù giùm em nha. Rồi em về em gửi lại từ sau. Chìa khóa em để sẵn trên xe luôn á. Lẽ ra khi cho mượn xe, nạn nhân chỉ nên đưa chìa khóa xe, nhưng lại sơ suất đưa cả chùm chìa khóa cho cô hàng xóm. Tôi kể ra hết sự việc, thì bên cơ quan công an kiểm tra lại hành trình mà xe đã đi những nơi nào vào 3 ngày trước, thì phát hiện ra hôm đó, xe của tôi đã dừng lại trước một địa chỉ lạ. Vậy là sau khi mượn xe của tôi xong, con bé đã âm thầm đi làm một chìa khóa mới. Hóa ra, tài sản mà con bé nhắm tới chính là tiền lương, tiền thưởng cuối năm. Vậy là nó đã lên kế hoạch từ lúc qua phòng tôi ăn uống. Việc nó giả lả hỏi han chuyện công việc đều là dự tính hết. Mấy bữa giờ chị đăng ký làm ca đó chứ, chị tính kiếm thêm tiền để đợt này về quê ăn Tết cho nó được rang. Đầu tiên là biết tôi tăng ca thì tháng này sẽ lãnh lương ra được nhiều hơn và cộng thêm tiền thưởng cuối năm nữa. Rồi, cái gì chứ mà luôn bận thưởng chị uy tín lắm à. Em cứ nghĩ đi, cứ mỗi mà lần cuối tháng là công nhân cứ xếp hàng vậy đó, rồi kế toán phát lương từng người. Biết được xưởng tôi trả lương cho công nhân đúng hạn và nhận lương bằng tiền mặt, rồi lân la dò hỏi việc tôi sẽ về quê khi nào. Mà, lỡ hẹn gì
Biết thứ bảy là tôi sẽ đi mua đồ, thì tất nhiên là sẽ không mang theo nhiều tiền, nữ trang cũng để ở phòng nên đã lên kế hoạch để trộm tài sản của tôi. Chị hàng xóm bên cạnh cũng kể rằng con bé nó cũng qua dò hỏi thông tin và thấy không lừa gạt được gì nên mới chuyển hướng qua tôi. Bằng chùm chìa khóa phụ, người hàng xóm xấu tính đã vơ vét sạch sẽ tư trang tiền bạc của người xem mình là em gái. Còn Huy mong rằng quý vị hãy rút ra bài học cảnh giác cho riêng mình, là từ việc kết bạn hay vội tin tưởng một người lạ đến thói quen lưu giữ chìa khóa, hay nên hạn chế việc trao đổi những thông tin quá bảo mật như là lương bổng và lịch sinh hoạt của bản thân quý vị nhé. Và đến đây thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Quang Huy rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16:40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và Quang Huy luôn mong mỏi nhận được những ý kiến đóng góp cũng như là những câu chuyện lừa đảo mà quý vị gặp phải thông qua email của chương trình chuyencanhgiacvn@gmail.com. Chúc quý vị có kỳ nghỉ cuối tuần thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.